Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sự vắng mặt của Nga, Trung Quốc và việc hàng loạt quốc gia từ chối ký tuyên bố cuối cùng đã một lần nữa cho thấy con đường đi tới hòa bình của Ukraine còn nhiều chông gai. Hãng tin RIA của Nga đưa tin, 12 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ cuối tuần qua đã từ chối ký vào thông cáo chung sau hội nghị. Trong số các nước này có Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Phía Ấn Độ sau đó đã đưa ra giải thích cho quyết định này. Thông cáo cho biết, Ấn Độ tin rằng chỉ có sự tham gia chân thành và thực tế mới có thể dẫn đến một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. New Delhi cũng nêu rõ, mặc dù Ấn Độ tham gia vào hội nghị hòa bình Ukraine, nhưng chỉ dự phiên khai mạc và bế mạc, mà không ký vào bất kỳ thông cáo hoặc tài liệu nào của sự kiện. Phát biểu tại hội nghị, đại diện của Ấn Độ, ông Pavan Kapur nhấn mạnh rằng chỉ những giải pháp được cả hai bên chấp nhận mới có thể đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó cho biết, việc tham gia hội nghị thượng đỉnh cũng như các cuộc họp trước đó dựa trên công thức hòa bình của Ukraine phù hợp với cách tiếp cận nhất quán của nước này để tạo điều kiện giải quyết lâu dài và hòa bình cho cuộc xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao. Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với cả Nga và Ukraine cũng như các bên liên quan khác để đóng góp vào mọi nỗ lực nghiêm túc nhằm mang lại hòa bình sớm và lâu dài. Tuyên bố cuối cùng tại hội nghị đã tái khẳng định cam kết của các bên ký kết về việc kiềm chế các hành vi nguy hiểm hoặc sử dụng vũ khí chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào, các nguyên tắc về chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã ca ngợi hội nghị là một thành công khi chứng kiến sự ủng hộ của tất cả các nước đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sự hiện diện của Nga tại bàn đàm phán là cần thiết để chấm dứt xung đột. Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd thừa nhận kết quả hội nghị đã cho thấy nhiều quan điểm khác nhau. Trong khi đó, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo nhấn mạnh hậu quả của cuộc xung đột vượt xa giới hạn của châu Âu. Về nhiều mặt, châu Phi là nạn nhân lớn nhất. Sự gián đoạn thương mại toàn cầu, chuỗi cung ứng và tuyến vận chuyển qua Biển Đen đã có những tác động tàn khốc đến nền kinh tế và mức sống của chúng ta. Giá thực phẩm tăng vọt. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR tuần trước nói rằng Nga đã chuyển các bộ phận của hệ thống phòng không S-500 đến Crimea. Ông cho hay hệ thống này vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Đây dường như là lần đầu tiên Nga đưa hệ thống S-500 Prometheus đến bán đảo Crimea. Hiện chưa rõ Nga có bao nhiêu hệ thống S-500. Moscow dự kiến sản xuất hàng loạt hệ thống này vào năm 2025. Ông Sithat Kausan, nhà nghiên cứu tại Viện Russia có trụ sở ở London, Anh cho rằng Nga hiện có một trung đoàn S-500 đang hoạt động. Điều này có nghĩa là Moscow có 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có 2 khẩu đội phòng không. Như vậy, Nga có thể có tổng cộng 4 khẩu đội S-500. Cuối năm 2021, truyền thông Nga đưa tin hệ thống S-500 đầu tiên đã được triển khai xung quanh Moscow. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào bán đảo Crimea buộc Nga phải bố trí lại các hệ thống vũ khí để bảo vệ các căn cứ và cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo ông Budanov, S-500 được triển khai gần khu vực cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, để bảo vệ cây cầu huyết mạch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Cầu Kerch thường xuyên được Nga sử dụng để vận chuyển quân đội và vũ khí tới Crimea. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm 2022, cây cầu đã nhiều lần bị lực lượng Ukraine nhắm tới. Ông Pol van Hoff, nhà phân tích chiến lược cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược do Hager cho rằng bảo vệ cây cầu là ưu tiên hàng đầu của Nga. Việc Nga triển khai các bộ phận của S-500 tới Crimea có thể là giải pháp tạm thời sau những tổn thất của các hệ thống S-300 và S-400. Điều này cũng cho phép Nga thử nghiệm các thành phần của S-500 mà không bị rủi ro mất toàn bộ hệ thống. Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus được chế tạo và phát triển bởi Cục Thiết kế chế tạo máy bay đặc biệt trực thuộc tập đoàn Almaz Antey dựa trên sự kế thừa và phát huy hệ thống S-400 Triumph. S-500 đã được phát triển như một hệ thống phòng không hoàn toàn mới nhằm mục đích hạ gục tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, S-500 có khả năng tiêu diệt máy bay siêu thanh và máy bay không người lái. Mỗi tổ hợp S-500 được cấu thành từ 3 bộ phận chính, gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật, đơn vị tác chiến phòng không và phòng thủ tên lửa, và đơn vị phòng thủ vũ trụ. Tất cả các bộ phận cấu thành này được đặt trên các khung thân xe vận tải riêng rẽ để tăng khả năng sống sót trong điều kiện tác chiến. S-500 có thể bắn hạ các mục tiêu với trần bắn khoảng 200 km và tầm bắn khoảng 600 km. Hệ thống radar và đài điều khiển hỏa lực hiện đại cho phép một khẩu đội S-500 cùng lúc đánh chặn được tới 10 mục tiêu tên lửa đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ 7 km/giây, tương đương 25.000 km/giờ, điều mà chưa có hệ thống nào trên thế giới có thể làm được. Được trang bị tổ hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động, cho phép S-500 tự động phát hiện mục tiêu bay ở mọi độ cao và nhận diện được đầu đạn thật và đầu đạn giả, từ đó giúp lựa chọn và tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang tin Express của Áo hồi đầu năm, khi được hỏi nên làm gì để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho rằng việc chấm dứt các chuyến hàng vũ khí nước ngoài tới Kiev là ưu tiên hàng đầu. Ông nhấn mạnh, càng cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, xung đột càng kéo dài và khi đó sẽ càng có nhiều người thiệt mạng. Rõ ràng những gì đã làm cho đến nay vẫn chưa thành công. Nhiều vũ khí được chuyển giao nhưng xung đột chỉ kéo dài thêm. Rất nhiều tiền đã được chi cho Ukraine nhưng sự tàn phá vẫn diễn ra. Thời điểm đó, ông Sujato cho rằng cần có nhiều thời gian đối thoại hơn giữa các bên tham chiến và các quốc gia sẵn sàng làm trung gian hòa giải. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng nhất là duy trì các kênh liên lạc luôn mở. Nếu không có đàm phán thì sẽ không có hy vọng về hòa bình. Mới đây, Ngoại trưởng Hungary cũng đã đề xuất đất nước ông làm trung gian hòa giải giữa Nga và Liên minh châu Âu, EU về vấn đề Ukraine. Phát biểu tại Hội nghị về hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ hôm 16 tháng 6, ông Szijjártó cho biết Hungary có lẽ là quốc gia EU cuối cùng chưa cắt đứt các kết nối với Nga. Nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest bày tỏ Hungary đang duy trì các kênh liên lạc mở và có thể đàm phán với Nga. Với lợi thế này, đất nước chúng tôi sẵn sàng làm trung gian hòa giải, chuyển các thông điệp tới Moscow nhằm giảm bớt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và các sinh mạng. Báo điện tử Világ Gazdaság của Hungary dẫn lời ông Sujato nhấn mạnh là nước láng giềng của Ukraine, Hungary đang phải đối mặt trực tiếp với những hậu quả nhân đạo từ cuộc xung đột Moscow-Kiev suốt gần 2 năm rưỡi qua. Theo quan chức này, điều cần thiết là ngăn chặn sự chia cắt các gia đình và bảo vệ những người trẻ tuổi, trong bối cảnh ít nhất 150.000 công dân Hungary đang sinh sống ở miền Tây Ukraine. Là thành viên của cả EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Hungary phản đối Nga mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Budapest cũng từ chối chuyển giao vũ khí cho Kiev, đồng thời phản đối các nước EU và NATO viện trợ quân sự cho Ukraine, với lý do điều đó có thể góp phần kéo dài xung đột. Nước này không gửi bất kỳ vũ khí nào đến Kiev và không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình trong quá trình vận chuyển vũ khí, bất chấp áp lực từ cả Bruxelles và Washington. Budapest đã kêu gọi ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cảnh báo việc Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm có thể phản tác dụng và đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Ông Sarkozy đã nói về cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu rằng tạo cơ hội cho người dân Pháp hợp lý hóa việc giải tán Quốc hội là lập luận gây tò mò, vì đây chính xác là điều hơn 25 triệu người Pháp vừa làm tại cuộc bỏ phiếu. Rủi ro là rất lớn khi họ xác nhận sự tức giận của mình hơn là đảo ngược nó. Một cuộc thăm dò mới được công bố gần đây dường như đã khẳng định điều ông Sarkozy nói. Cuộc thăm dò do hãng Opinion Way Solis thực hiện cho nhật báo Les Echos và đài phát thanh Radio Classics. Dự báo RN sẽ dẫn đầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội với 33% phiếu bầu. Còn mặt trận bình dân, tức liên minh của các đảng cánh tả, được 25%. Phe trung dung của Tổng thống Macron dự kiến chỉ được 20%. Quyết định giải tán Quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử sớm của ông Macron đã gây chấn động nước Pháp và khiến cả thế giới sửng sốt. Đây cũng được xem là phong cách của ông Macron, táo bạo, mạo hiểm và đúng lúc để khiến đối thủ bất ngờ. Tuy nhiên, câu hỏi đang được đặt ra là liệu ông có đi vào lịch sử với tư cách là người đưa bà Le Pen trở thành lãnh đạo nước Pháp hay không? Trước đó, Tổng thống Pháp tin rằng các ứng viên mà ông hậu thuẫn cho vị trí trong Quốc hội sẽ được hưởng lợi từ quyết định bất ngờ này. Ông cũng tin các đảng cánh tả sẽ không có thời gian thành lập liên minh quan trọng để vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên. Điều đó sẽ buộc cử tri cánh tả phải quay sang ủng hộ đảng của ông Macron trong vòng bỏ phiếu thứ hai, kịch bản từng xảy ra trong cuộc đối đầu trước đây giữa ông và bà Le Pen. Nhưng tính toán đó của ông Macron đang dần sụp đổ. Một loạt đảng thiên tả đã nhanh chóng thành lập liên minh đối đầu với ông Macron và bà Le Pen trước cuộc bầu cử. Trong khi đó, đảng Phục Hưng của ông rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các nghị sĩ bị sốc trước lãnh đạo mà họ cho là hành động đơn phương, không tham khảo ý kiến trước khi quyết định. Giới quan sát cảnh báo ông Macron có nguy cơ đi theo vết xe đổ của ông David Cameron, người khi còn là thủ tướng Anh đã kêu gọi trưng cầu dân ý về Brexit với niềm tin rằng công chúng sẽ bác bỏ. Ngoài ra, trong dấu hiệu đáng lo ngại với Đảng Phục Hưng, trợ lý của ông Macron cho biết Tổng thống Pháp đang sẵn sàng rút các ứng viên của Đảng khỏi những khu vực bầu cử mà ứng viên bảo thủ, xã hội chủ nghĩa hoặc Đảng Xanh có cơ hội đánh bại đối thủ RN cao hơn.